Xin kính chào toàn thể quý anh chị, các bạn đã quay trở lại với kênh Siêu Xế Cỏ Hải Dương. Trong buổi chiều ngày hôm nay, em Thảo lên sóng và giới thiệu cho các bác xem một cái mẫu xe 5 chỗ ngồi, dòng xe của ngân hàng chuyên dùng để trả tiền. Vâng ạ, trên chiếc màn hình của quý vị anh chị các bạn đây, đó chính là chiếc Hyundai Tenakan sản xuất năm 2003 và đăng ký lần đầu năm 2004, nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc với cái tông nước sơn màu bạc, đang được bên em chào bán với mức giá là 138 triệu đồng, có bao gồm phí rút hồ sơ và vận chuyển toàn quốc cho các bác rồi. Đấy, xe này các bác nhìn này, hai mắt đèn sáng rất là đều màu luôn anh chị nhé. Các bác chủ xe độ lên một bộ mắt đèn pi salon siêu sáng, đèn gầm cũng phải là đèn pi này đó, số sàn động cơ rất là khỏe luôn, trang bị trong mình động cơ máy 3.4 thì cái mức tiêu hao nhiên liệu chiếc xe này nó cũng khá là nhiều, nó rơi vào tầm 13 cho tới 15 lít trên 100 km. Bác nào đang quan tâm và muốn sở hữu mẫu xe này thì hãy bỏ qua vấn đề về xăng cộ trong đầu cho em Thảo nhé. Lốp nát thay mới cả dàn luôn này, trang bị bập bẹ lên xuống theo xe, và riêng dòng xe này thì chúng ta chạy những cung đường gồ ghề, những cung đường đồi núi, các bác mua về chúng ta đi công trình công trường nó rất là hợp lý, chạy nó rất là khỏe vì nó là dòng xe hai cầu. Vâng ạ, biển 29U6014, biển Hà Nội, gốc thủ đô luôn. Bác nào trong khu vực Sài Gòn hoặc trong khu vực Hà Nội mà muốn sang tên đổi biển thì không bị mất phí 20 triệu tiền biển. Về phần gầm thì các bác có thể quan sát được là hoàn toàn nó không hề có bị mục mọt nha anh chị nhá. Gầm còn khá là sáng, trang bị cam lùi đầy đủ theo xe. Trang bị trong mình một màn hình Android bản to thông minh, lát nữa vào phần nội thất em sẽ quay chi tiết. Đây, em quay về phần đằng sau cốp xe cho các bác xem cụ thể này. Đằng sau này nó là một cái két sắt, thì bác chủ xe bác mua về bác đã bỏ cái két sắt ra rồi. Đấy, một cái khoang rất là rộng cho các bác có thể được rất là nhiều đồ. Em quay rất là chi tiết và cận kề nhé. Bác nào ở gần cửa hàng nhà em thì có thể trực tiếp qua cửa hàng nhà em để chạy và test thử mẫu xe này. Có địa chỉ tại 189 phường Nghiệp Sơn, thị xã Kinh Môn, Hải Dương. Vâng ạ, các bác nhìn này, quan sát lốp này, có xi nhan tích hợp ở trên hông xe, trang bị na răng đúc rất là đẹp, mọi chức năng ở trong xe hoạt động tốt. Em đi vào phần bên trong nội thất nhé, cửa giả nó vô cùng là nhẹ nhàng, trang bị nguyên cái ghế nỉ này, nguyên cái ghế nỉ theo xe từ năm 2004 cho tới bây giờ. Đấy, các bác nhìn xe nó bền không ạ, được bác chủ xe đi rất là giữ gìn. Dòng xe này nó là dòng xe ngân hàng, khi đã họ đã thanh lý ra rồi thì đã được bác chủ xe cũ bác ấy mua về, bác ấy đi bác ấy giữ rất là giữ gìn như thế này, xe còn chất xe nó còn rất là đẹp. Đấy, keo chỉ zin nguyên bản theo xe, hoàn toàn là không bị mất một phân keo chỉ nào cả. Đằng sau này còn nguyên bộ ghế nỉ nhá các bác nhá, hoàn toàn là không hề có dấu hiệu là bị rách dưới gì đâu, còn khá là mới, sassi nguyên bản. Và chiếc xe này thì em Thảo hoàn toàn cam kết cho quý anh chị các bạn là không hề có hiện tượng đâm xô, tai nạn hay ngập nước hay va quẹt va chạm gì cả. Nội thất còn khá là tươi như thế này, trang bị một màn hình Android, bên chân trần nỉ nguyên bản theo xe rất là sáng. Em quay chi tiết cả bốn cánh cửa luôn. Đó, bác nào ở xa mà chúng ta không tiện lợi đi xem xe được thì có thể chốt cọc cho em được mẫu xe này, và bên em thì có vận chuyển toàn quốc cho các bác và được kiểm tra xe và thanh toán trước khi nhận xe. Đó, trang bị ghế lỉ nguyên bản theo xe, màn hình Android thông minh, điều hòa lạnh, xe không lỗi gì cả, sẵn sử dụng, giấy tờ pháp lý đầy đủ. Cần số này, một chiếc cốp. Em cho các bác test về phần âm thanh của xe nhé, âm thanh nghe rất là hay luôn, trang bị bốn quả loa bên bốn cánh cửa, bên cánh lái này, vô lăng này, trang bị túi khí an toàn đầy đủ rồi. Bên trên này đèn đóm rất là sáng. Cốp này, riêng dòng xe này các bác đi công trình công trường hoặc là chúng ta chạy những cung đường gồ ghề, những cung đường khó đi thì nó khá là hợp lý luôn, và là một dòng xe sưu tầm cho các bác luôn nhé. Bác nào đang quan tâm tới mẫu xe này thì nhanh tay kết nối với em Thảo qua số hotline là 097 1102 399 hoặc qua số là 0852 555 555 để được em Thảo hướng dẫn chi tiết về cách thủ tục mua bán xe bên em và gửi hình ảnh cũng như là về phần giấy tờ cho bác xem cụ thể. Xe thì đã được chạy 20 vạn rồi, 20 vạn chuẩn anh chị nhé. Mặt bảng đồng hồ là không hề có hiện tượng là báo lỗi gì. Em bật cái lắp cabo
phần máy của xe. Động cơ V6 máy 3.4. Đấy, máy chạy êm thít luôn nha anh chị nhé. Hoàn toàn là không hề có dấu hiệu nó kêu cọc cạch cái phần máy. Máy khô như thế này, không có giọt dầu gì ra cả. Máy khá là chất. Chassis đầu xe nguyên bản. Trên capo này không bị mất một phân keo chỉ nào cả. Chassis nó còn nguyên như này. Máy hoạt động rất là tốt và êm ái nha anh chị nhé. Vâng ạ, một lần nữa em Thảo xin nhắc lại. Quý anh chị quan tâm tới mẫu xe Hyundai Tercan sản xuất năm 2003, đăng ký lần đầu năm 2004, số sàn, nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc, đang được bên em chào bán với mức giá 138 triệu đồng, có bao gồm phí rút hồ sơ và vận chuyển toàn quốc cho các bác rồi. Xem xe tại cơ sở nhà em có địa chỉ tại 189 phường Nghiệp Sơn, thị xã Kinh Môn, Hải Dương. Liên hệ với em Thảo qua số hotline là 0852 555 555 để được em gặp Thảo gửi thêm hình ảnh chi tiết cụ thể cũng như là tư vấn về cách thủ tục mua bán xe bên em. Và xin trân trọng cảm ơn các bác đồng hành cùng kênh của em trong suốt thời gian vừa qua. Hẹn gặp các bác trong những video, những mẫu xe clip lần sau nhé.